Các bạn thân mến, Trung Quốc vẫn đang có những hành vi cho thấy chính quyền nước này muốn quậy đục nước ở Biển Đông, đối đầu trực diện với các quốc gia có chủ quyền tại khu vực này, bao gồm cả Biển Đông. Bắc Kinh thèm khát bãi tư chính của Việt Nam đã không còn là chuyện một sớm một chiều. Nhất là mới đây, Việt Nam đã cho đặt thành công giàn khoan mới tại vùng biển tư chính. Đây được xem là một trong những động thái khẳng định chủ quyền của nước ta, đồng thời giúp cho số lượng các giàn khoan của Việt Nam tại đây tăng lên đáng kể, bất chấp sự rút lui của nhiều công ty khai thác quốc tế khác. Vậy rốt cuộc Việt Nam đang sở hữu bao nhiêu giàn khoan tại bãi tư chính? Liệu nó có đủ để khiến Bắc Kinh phải dè chừng hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó trong video ngày hôm nay. Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã gia tăng sức ảnh hưởng của mình tại Biển Đông. Một trong những hành động dễ thấy nhất của Bắc Kinh đó là chèn ép các công ty khai thác dầu khí nước ngoài đang hợp tác với Việt Nam trên vùng biển này. Cụ thể hơn, Trung Quốc đã sử dụng cả hải quân và áp lực tài chính để gây áp lực lên các công ty quốc tế. Nơi các công ty này đặt giàn khoan khai thác dầu khí trực tiếp, Trung Quốc nhiều lần cho tàu cảnh sát biển và cả tàu dân quân đến quấy phá. Các hoạt động ngang ngược này đã khiến cho quá trình hoạt động của nhiều dự án bị cản trở nghiêm trọng. Đơn cử như công ty Repsol của Tây Ban Nha đã từng là một trong các tập đoàn lớn nhất tham gia khai thác ngoài khơi Việt Nam, sở hữu 13 lô ở thềm lục địa. Hai trong số những dự án phát triển đặc biệt táo bạo của hãng này là nằm ở rìa xa của vùng đặc quyền kinh tế EEZ mà Việt Nam tuyên bố và cũng nằm lọt hẳn trong đường 9 đoạn hay chữ U mà Trung Quốc vẽ trên bản đồ kể từ năm 1948. Họ cũng bị Bắc Kinh đe dọa nghiêm trọng khi thực hiện hoạt động hợp pháp của mình trên biển. Họ đã phải dừng khoan sau áp lực rất dữ dội của Trung Quốc. Một nguồn trong ngành dầu khí của khu vực nắm bắt rất chắc về thỏa thuận nói rằng Việt Nam trả cho Repsol và Mubadala 800 triệu đô la cho quyền của họ trong các lô kể trên và thêm 200 triệu đô la bồi thường cho tất cả các khoản đầu tư họ đã thực hiện trong quá trình thăm dò và phát triển. Đây là 1 tỷ đô la mà Petro Việt Nam đáng ra sẽ chuyển vào ngân sách của chính phủ Việt Nam. Nỗ lực quấy phá của Trung Quốc đã ngăn chặn các công ty đặt tại Việt Nam phát triển tài nguyên dầu khí ở Biển Đông, mà đáng ra điều đó là hoàn toàn hợp pháp. Chính vì Bắc Kinh mà nhiều công ty dầu khí nước ngoài đã phải vội vàng rút khỏi các hợp đồng khai thác tại Việt Nam và bán hết tài sản để làm hài lòng Trung Quốc. Công ty Harbour Energy, được mệnh danh là nhà sản xuất dầu khí độc lập lớn nhất nước Anh, cũng chính thức rời Việt Nam. Trước khi rút khỏi các hợp đồng khai thác dầu khí tại đây, Harbour Energy đã thỏa thuận bán lại tài sản của mình cho Big Energy với giá 84 triệu đô la Mỹ, tức là 66,4 triệu bảng Anh. Theo trang Reuters cho biết, các tài sản được Harbour Energy bán ra bao gồm 53,12% cổ phần của Harbour thuộc giấy phép thăm dò dầu khí lô 12W, bao gồm các mỏ chìm sáo dừa ngoài khơi phía Nam Việt Nam. Một điều chắc chắn là quyết định tạm dừng hoạt động thăm dò dầu khí và để các nước rút vốn, chuyển nhượng trong các lô này của Việt Nam không có nghĩa là Việt Nam thừa nhận các yêu sách biển của Trung Quốc đối với bãi tư chính cũng như các vùng biển xung quanh. Việt Nam luôn bác bỏ những yêu sách này là vô căn cứ và bất hợp pháp, đồng thời coi những lô dầu khí này là khu vực không có tranh chấp. Trong tương lai, Việt Nam luôn có thể tái khởi động các hoạt động dầu khí tại các lô này tại thời điểm thích hợp. Những pha đi đêm chèn ép khiến các nhà đầu tư phải bỏ của chạy lấy người của Trung Quốc quả thực đã khiến ngành khai thác dầu mỏ của Việt Nam có chút lung lay, nhưng chưa đủ để làm các ông lớn trong ngành này phải khốn đốn, mất ăn mất ngủ. Mất đi những cánh tay đắc lực trong việc thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông, nhưng rất nhanh đã có người thế vào chỗ các công ty đó. Đó là những doanh nghiệp tới từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga. Theo tổ chức Minh Bạch Hàng Hải Quốc tế chia sẻ, thì vào ngày 11 tháng 8, nhiều bằng chứng cho thấy rất nhiều các dự án khai thác dầu khí của Việt Nam và Nga đã bắt đầu được khởi động hiệu quả tại vùng thềm lục địa của Việt Nam. Song song với đó là hàng loạt các dự án của Mỹ đã được tái khởi động lại sau một thời gian dài bị trì hoãn vì sự quấy phá của Bắc Kinh. Riêng dự án của đối tác Ấn Độ, họ vẫn cho thấy sự kiên trì đáng nể sau nhiều năm không tìm thấy trữ lượng dầu khí đủ lớn để khai thác tại vùng biển giàu tiềm năng. Trong số đó, có thể kể đến là công ty dầu khí Zarubezhneft, một công ty trực thuộc sở hữu của nhà nước Nga, đã lắp đặt và vận hành thành công một giàn khoan dầu khí mới trong bể Nam Côn Sơn thuộc vùng biển tư chính. Đây được xem là một nỗ lực rất lớn của công ty, bởi vì trong quá trình đặt móng và thi công giàn khoan, họ liên tục phải đối mặt với sự quấy rối của các tàu dân quân Trung Quốc. Tiếp đến là một mỏ khí đốt khác do Nhật Bản phát triển cũng đã đi vào giai đoạn hoạt động. Nó nằm trong dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, một dự án được hy vọng sẽ còn đóng vai trò là một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông. Theo thông tin được đăng tải rộng rãi, thì đây là dự án mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hợp tác với công ty Idemitsu Ga Production của Nhật Bản.
cả hai tập đoàn lớn sẽ cùng nhau thăm dò và khai thác mỏ khí sao vàng Đại Nguyệt tại lô 051B và lô 051C nằm tại khu vực nước sâu xa bờ, nơi được đánh giá là có điều kiện địa chất phức tạp tại bể Nam Côn Sơn thuộc thêm lục địa Việt Nam. Nhưng điều đáng mừng là sau khi khoan thử mỏ dầu này, phía Nhật Bản đã cho ra những dòng khí đốt đầu tiên vào tháng 11 năm 2020. Đến năm 2021, Idemitsu hoàn tất việc lắp đặt giàn khoan, xử lý trung tâm cho toàn dự án. Những dòng khí đốt đầu tiên vào đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2 đánh dấu việc Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này, mặc cho Trung Quốc nhiều lần đăng đàn phản đối. Sao vàng là ngôi sao trên lá cờ đỏ sao vàng, còn Đại Nguyệt chính là vầng trăng lớn đối đầu với mặt trời lớn Trung Quốc. Được lấy cảm hứng từ câu đối Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô của Mạc Đĩnh Trì. Nghĩa gốc của câu đối là trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Hàm ý của câu đối là một nước nhỏ cũng có thể chiến thắng một nước lớn. Nhưng nếu xét về quy mô khủng thì chúng ta không thể nào bỏ qua hệ thống giàn khoan được phát triển tại mỏ khí đốt cá Voi Xanh và một số đường ống dẫn tương ứng được triển khai ở khu vực phía Bắc. Mặc dù dự án này được xây dựng tại khu vực nằm ngoài đường chín đoạn của Trung Quốc, nhưng nước này vẫn đưa ra các yêu sách phi lý để tìm mọi cách gây cản trở quá trình đặt giàn khoan của đối tác Việt Nam. Kết quả là dự án cá Voi Xanh liên tục bị trì hoãn trong nhiều năm liền bởi vô số các áp lực từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho biết thì vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ và tập đoàn dầu khí Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đạt được các thỏa thuận về hợp đồng cung cấp khí đốt trong quý 1 năm 2024. Theo dự kiến thì dự án cá Voi Xanh sẽ có quy mô khai thác khoảng 150 tỷ mét khối khí. Nó được triển khai bởi ExxonMobil, một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ có tổng doanh thu lớn nhất thế giới, lên đến 404,5 tỷ đô la mỗi năm. Và được biết là công ty này đã mạnh dạn tái khởi động cá Voi Xanh sau khi nhận được lời cam kết bảo vệ từ chính phủ Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng dự án tiềm năng cũng nhận được sự bảo trợ từ Hoa Kỳ. Trung Quốc dù có muốn cũng không thể dây vào vì họ chắc chắn không muốn xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp với cường quốc như Mỹ ở Biển Đông. Điều này đã mở ra một hy vọng lớn cho ngành công nghiệp năng lượng của Việt Nam, đồng thời khiến cho các công ty đang sợ hãi dâm uy của Bắc Kinh. Phải suy nghĩ lại về việc trở về với Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đã mạnh tay phê duyệt hàng loạt dự án khai thác dầu khí khác trên vùng biển nước nhà, như là mở rộng mỏ dầu Bạch Hổ, khai thác mỏ Kình Ngư Trắng, phát triển dự án LNG Sơn Mỹ, Lô Bồ Môn và Lạc Đà Vàng, bên cạnh dự án cá Voi Xanh. Chính vì thế mà nhiều chuyên gia phân tích đánh giá rằng sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông trong thời gian tới sẽ gia tăng mạnh mẽ. Nó sẽ đem đến nguồn thu khổng lồ cho quốc gia trước tình hình giá cả năng lượng tăng cao khi mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra khốc liệt suốt thời gian qua. Qua đó chúng ta có thể thấy, bất chấp Trung Quốc trời chiều, chọc gậy bánh xe hay đánh đêm sau lưng, thì Việt Nam vẫn không lùi bước. Số lượng các giàn khoan dầu khí được Việt Nam lắp đặt tại các vùng thềm lục địa của mình đang không ngừng tăng nhanh theo thời gian. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nên cẩn thận với sự danh ma của Bắc Kinh, vì suy cho cùng, nếu chúng nhận ra nước đi hiện nay không thể kéo sập nền kinh tế dầu khí của ta, thì rất có thể Bắc Kinh sẽ chọn một con đường khác để tiếp tục quấy nhiễu Việt Nam ở Biển Đông. Đặc biệt là khi bãi Từ Chính luôn nằm trong danh sách hàng đầu mà Trung Quốc khao khát bấy lâu nay. Cần biết rằng, vào những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc từng đề xuất Việt Nam cùng khai thác dầu mỏ tại bãi Từ Chính. Trung Quốc sẽ bỏ vốn đầu tư, nhân lực, thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền Trung Quốc tại bãi Từ Chính và ngồi đợi tiền về. Nhưng Việt Nam chưa bao giờ đồng ý và luôn giữ một thái độ rất kiên quyết. Nhiều lần điều tàu thực thi chủ quyền khiến tàu thăm dò Trung Quốc phải rút về. Trung Quốc từng mong muốn chiếm đóng phi pháp bãi Từ Chính, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ làm được điều này cả, mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây. Từ tiền đề đã có từ Từ Chính, trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động dự án mỏ cá Voi Xanh, rất gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Cũng trong giai đoạn này, chính phủ Việt Nam đã quyết định chi hơn 4.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 210 triệu đô la kéo điện lưới quốc gia ra quần đảo. Mục đích của việc kéo điện này là nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho sự phát triển kinh tế của quần đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây là một trong những dự án kéo điện ra hải đảo tốn kém nhất Đông Nam Á và bị nhiều người Việt cho là lãng phí. Nhiều người thường bảo tư nhân hóa ngành điện, nhưng nếu tư nhân hóa ngành điện thì liệu có doanh nghiệp nào bỏ vốn hàng ngàn tỷ đồng đầu tư cho một khu vực hải đảo chỉ với khoảng 10.000 dân hay không?
mà nếu chấp nhận bỏ vốn đầu tư rồi bán điện với giá 400.000 một số điện, liệu nhân dân có dám dùng không? Phú Quốc, Kiên Hải, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ là những tiền đồn của Tổ quốc, có giá trị quan trọng về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Tiền đồn có mạnh thì đất liền mới vững. Tờ Economic Times từng nhận định rằng tham vọng của Việt Nam là muốn biến Côn Đảo thành một cơ sở hậu cần của quân đội Việt Nam, nơi mà các máy bay Su có thể cất và hạ cánh. Và quan trọng hơn, các tàu ngầm Việt Nam có thể xuất hiện và đóng quân. Cũng chính tờ này khẳng định rằng Việt Nam đã và đang tồn tạo, xây dựng các đảo tại Trường Sa như Đá Tây hay Sinh Tồn để có thể phòng thủ và tấn công trước Trung Quốc. Ngoài ra, các đảo Phan Vinh và Nam Yết đều ghi nhận sự gia tăng về diện tích, xuất hiện thêm nhiều nhà chứa tên lửa, trạm thông tin liên lạc, tòa nhà hành chính. Trung Quốc từng đề nghị Philippines cùng khai thác tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tổng thống Duterte đồng ý và bày tỏ sự vui mừng, mặc cho người dân và đồng minh phản đối gay gắt. Trung Quốc cũng gửi lời đề nghị tương tự, nhưng Việt Nam đáp lại bằng lời từ chối thẳng thừng và còn điều tàu ra chấp pháp, khiến tàu Trung Quốc phải rút lui. Trung Quốc điều tàu thăm dò vào bãi Từ Chính. Việt Nam đáp lại bằng cách xây dựng giàn khoan 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, tiến hành khai thác dầu khí và xây dựng cảng cho tàu siêu trọng cập bến. Trung Quốc luôn khẳng định bãi Từ Chính là của họ, nhiều lần điều tàu ra xâm lấn và thăm dò. Nhưng Việt Nam mới là quốc gia duy nhất cho đến nay hiện diện, thực thi quyền chủ quyền và quyền kinh tế tại đây. Nếu Việt Nam sợ hãi hay quan ngại bằng mồm thì đã chấp nhận đề nghị cùng chia sẻ bãi Từ Chính vào năm 1994 rồi. Những động thái liên tiếp của Trung Quốc tại Biển Đông hiện nay cũng cho thấy kinh tế Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong mối quan hệ đối ngoại, nhiều nước cũng không còn tin vào Trung Quốc nữa, đặc biệt là liên quan đến cuộc thường chiến với Mỹ. Do đó, đây có thể là đòn gió để thử phản ứng của Mỹ, thử xem mối liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam thế nào, thử phản ứng trước cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông, và cũng là phép thử đối với mối quan hệ tình đoàn kết giữa các nước trong ASEAN. Trên bàn ngoại giao, chúng ta quan ngại và nói chuyện đúng sai dựa trên luật pháp quốc tế. Quan ngại không có nghĩa là sợ hãi và thoái lui, mà đằng sau đó là những nỗ lực khẳng định chủ quyền không ngừng nghỉ và bền bỉ. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!